tốt tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Tuất. Kính chào quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Xem ngày tốt, ngày xấu luôn là một trong những chủ đề được mọi người rất là quan tâm để có thể sắp xếp công việc, lựa chọn ngày giờ phù hợp với những công việc mà mình đang dự định. Thì trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin được chia sẻ phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân để chọn ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Tuất. Trước khi đi tìm hiểu nội dung cụ thể, chi tiết trong chương trình ngày hôm nay thì quý anh chị và các bạn đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Ngày tốt tháng 10 âm lịch, tháng Đinh Hợi, sát chủ ngày giờ Dậu, thụ tử ngày giờ Thân, nguyệt phá ngày giờ Tỵ. Để tìm hiểu được ngày tốt của tuổi Tuất thì chúng ta cần phải biết được những ngày xấu phải tránh trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Tuất có những ngày xấu cần phải tránh như sau: ngày Tam Nương, ngày Con Nước, ngày Nguyệt Phá, ngày Xung Tuổi, ngày Dương Công Kỵ, ngày Sát Chủ, ngày Thụ Tử, ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Ngay sau đây, chúng ta cùng đi tìm hiểu cụ thể những ngày xấu cần tránh. Đầu tiên, ngày Tam Nương gồm những ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch. Trong đó cụ thể, ngày mùng 3 âm lịch là ngày Giáp Tý, Bọ. Ngày mùng 7 âm lịch là ngày Mậu Thìn, Bọ. Ngày 13 âm lịch là ngày Giáp Tuất, Bọ. Ngày 18 âm lịch là ngày Kỷ Mão, Bọ. Ngày 22 âm lịch là ngày Quý Mùi, Bọ. Ngày 27 âm lịch là ngày Mậu Tý, Bọ. Ngày Tam Nương đặc biệt cần tránh chuyện ăn hỏi, cưới xin. 2. Ngày Con Nước gồm ngày 11 và 25 âm lịch. Trong đó, ngày 11 âm lịch là ngày Nhâm Thân, Bọ. Ngày 25 âm lịch là ngày Bính Tuất, Bọ. Thứ 3. Nguyệt Phá gồm những ngày Tỵ, tất cả những ngày Tỵ đều là ngày xấu. Trong tháng 10 âm lịch có ngày mùng 8 và ngày 20 âm lịch. Trong đó mùng 8 âm lịch là Kỷ Tỵ, Bọ, 20 âm lịch là Tân Tỵ, Bọ. 4. Xung Tuổi là những ngày tuổi Thìn. Trong tháng 10 âm lịch có ngày 10. Trong tháng 10 âm lịch có ngày mùng 7 âm lịch Mậu Thìn, ngày 19 âm lịch là Canh Thìn. Tiếp theo, Dương Công Kỵ là ngày 23 âm lịch, là ngày Giáp Thân. Sát chủ gồm những ngày Dậu. Ngày Dậu tháng 10 âm lịch có ngày 12 và ngày 24, trong đó 12 âm lịch là Quý Dậu, 24 âm lịch là Ất Dậu. Thụ tử gồm những ngày Thân. Ngày Thân gồm ngày 11 và ngày 23 đã bỏ từ đầu. Thiên địa chuyển sát gồm có Bình Tý và Nhâm Tý. Trong tháng 10 âm lịch không có Nhâm Tý, chỉ có Bình Tý là ngày 15. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày xấu theo ngày Tam Nương, ngày Con Nước, ngày Nguyệt Phá, ngày Xung Tuổi, ngày Dương Công Kỵ, ngày Sát Chủ, ngày Thụ Tử, ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Những ngày xấu này, quý vị đặc biệt cần tránh sắp xếp những công việc quan trọng vào những ngày này. Mà hãy dành thời gian đấy để chọn vào những ngày tốt mà chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể ngay sau đây. Ngày tốt theo phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân thì chúng ta có hai cách. Đầu tiên, xét theo thiên can để tìm ra được lộc tồn hay còn gọi là thần tài và quý nhân. Thứ hai là xét theo địa chi để tìm ra được nhị hợp và thiên mã. Chúng ta cùng đi tìm hiểu cách đầu tiên xét theo thiên can gồm có Giáp, Ất, Bính, Đinh, Dậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý để tìm ra lộc tồn hay còn gọi là thần tài và quý nhân. Đầu tiên, Giáp Tuất sinh năm 1994 có lộc tồn, thần tài và quý nhân vào ngày Dần, Sửu và Mùi. Ngày Dần tháng 10 âm lịch có ngày mùng 5, 17 và 29 âm lịch, trong đó ngày mùng 5 âm lịch là Bính Dần, 19 âm lịch là Mậu Dần và 29 âm lịch là Canh Dần. Sửu và Mùi.
Sửu có ngày mùng 4 âm lịch, 16 âm lịch, 28 âm lịch. Trong đó mùng 4 âm lịch là Ất Sửu, 16 âm lịch là Đinh Sửu và 28 âm lịch là Kỷ Sửu. Tuổi Mùi, ngày Mùi còn có mùng 10 âm lịch là Tân Mùi. 2. Bính Tuất sinh năm 1946 và 2006 có những ngày lộc tồn, thần tài và quý nhân vào ngày Tị, Dậu và Hợi. Trong đó Tị và Dậu là ngày nguyệt phá và sát chủ nên không xét. Ngày Hợi có ngày mùng 2, 14 và 26 tương ứng với ngày mùng 2 là Quý Hợi, ngày 14 là Ất Hợi và ngày 26 là Đinh Hợi. Mậu Tuất sinh năm 1958 có những ngày lộc tồn, thần tài và quý nhân vào ngày Tị, Sửu và Mùi. Trong đó ngày Tị là ngày nguyệt phá không đẹp. Ngày Sửu gồm có mùng 4, 16 và 28 âm lịch, trong đó mùng 4 âm lịch là Ất Sửu, 16 âm lịch là Đinh Sửu, 28 âm lịch là Kỷ Sửu và Mùi có ngày mùng 10 âm lịch là Tân Mùi. Thứ tư, Canh Tuất sinh năm 1970 có ngày lộc tồn, thần tài và quý nhân vào ngày Thân, Sửu và Mùi. Trong đó ngày Thân trùng với ngày Thụ Tử nên không được. Ngày Sửu có ngày mùng 4 âm lịch, 16 âm lịch và 28 âm lịch, tương đương với Ất Sửu ngày mùng 4 âm lịch, Đinh Sửu ngày 16 âm lịch và Kỷ Sửu ngày 28 âm lịch. Mùi thì có ngày mùng 10 âm lịch là Tân Mùi. Cuối cùng là Nhâm Tuất sinh năm 1982 có ngày lộc tồn, thần tài và quý nhân vào những ngày Hợi, Tị và Mão. Trong đó Tị trùng với ngày nguyệt phá nên không được, chúng ta chỉ còn ngày Hợi và ngày Mão. Ngày Hợi gồm ngày mùng 2, ngày 14 và ngày 26. Trong đó mùng 2 âm lịch là Quý Hợi, 14 âm lịch là Ất Hợi và 26 âm lịch là Đinh Hợi. Ngày Mão thì gồm có mùng 6 âm lịch là Đinh Mão và 30 âm lịch là Tân Mão. Quý vị thân mến, trên đây là xem ngày tốt, những ngày lộc tồn, thần tài và quý nhân theo thiên can. Chúng ta cùng đến với phần 2, xem ngày tốt của tuổi Tuất theo địa chi. Ngày tốt của tuổi Tuất theo địa chi gồm những ngày Mão và Thân. Trong đó Thân Thụ Tử nên không được, chỉ còn tuổi Mão, chỉ còn ngày Mão, và ngày Mão thì gồm ngày mùng 6 và ngày 30 âm lịch. Đầu tiên Giáp Tuất, thêm ngày mùng 6 Đinh Mão và ngày 30 Tân Mão. Bính Tuất, ngày mùng 6 Đinh Mão, ngày 30 Tân Mão. Mậu Tuất, thêm ngày mùng 6 Đinh Mão, ngày 30 Tân Mão. Canh Tuất, mùng 6 Đinh Mão, 30 Tân Mão. Nhâm Tuất đã có. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày tốt của tuổi Tuất mà chúng ta cần phải biết. Để cùng khái quát thì chúng ta cùng điểm lại những ngày tốt theo từng tuổi. Đầu tiên là Giáp Tuất sinh năm 1994 có ngày mùng 4 âm lịch, mùng 5 âm lịch, mùng 6 âm lịch, mùng 10 âm lịch, 16 âm lịch, 17 âm lịch, 28 âm lịch, 29 âm lịch và 30 âm lịch. 2. Bính Tuất sinh năm 1946 và 2006 có ngày mùng 2, mùng 6, 14, 26 và 30 âm lịch. Mậu Tuất sinh năm 1958 và Canh Tuất sinh năm 1970 có cùng ngày, có cùng những ngày tốt gồm ngày mùng 4, mùng 10, cùng ngày mùng 4, mùng 6, mùng 10, 16, 28 và 30. 5. Nhâm Tuất sinh năm 1982 có ngày tốt là mùng 2, mùng 6, 14, 26 và 30. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày tốt của tuổi Tuất và những ngày xấu của tuổi Tuất trong tháng 10 âm lịch năm 2020 theo phương pháp sử dụng lập mã quý nhân để chọn ngày tốt mà kênh Phong Thủy Gia Cát đã gửi tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.